Mekong nha. Mekong Riverside Homestay nha mọi người. Nói chung là bên cái bờ sông nhìn ra cái sông Mekong rất là đã yên tĩnh. Hồi trước có hai cái ghế rồi nha, vô trong có đầy đủ luôn nha, có phòng máy lạnh đồ, giường đầy đủ nha mọi người, toilet chung luôn, giá rất xịn sò, quá đã anh em ơi, rất thích anh em ạ. Cá lăng hơ giòn ngon, rất là ngon. Nãy là bắt từ dưới sông lên. Ăn là đúng cái bờ sông Mekong. Bên bờ sông Mekong. Bên kia là thành phố Vĩnh Long. Bên đây là còn An Bình. Đây là tác phẩm là xương ha, hết xương ha. Canh cũng hết canh ha. Chung là ăn sạch hết còn gì. Sạch hết. Mà gớm đó, thấy chưa mọi người? Mọi người có thấy là Ba Khía à, hôm nay là anh Ba Khía Vĩnh Long, anh Ba Khía Vĩnh Long là dắt đi làm gớm đó, đó. Nói coi đó, nói coi đây là gớm gì đi, đây anh Ba Khía. Giờ chương trình mình đang để có số đừng mắc cỡ đó, anh Ba Khía Vĩnh Long chào các bạn, giới thiệu giống như mình tên là Dương Vi đó, thấy chưa? À, tôi là anh Ba Khía Vĩnh Long. Mình đang ở lò gốm, trời nó chuyện đàng hoàng đó. Mình phải làm mà mạnh dạn lên, giống như mình là người giới thiệu chương trình, biết không? Mình giống như về đi. Ừ, thấy chưa? Anh Ba Khía Vĩnh Long là ngày hôm qua là đi bắt cá rồi, hôm nay là đi làm gốm. Đó, mọi người đi xuống Vĩnh Long là mọi người nhớ kiếm anh Ba Khía Vĩnh Long nha. Nhà anh Ba Khía Vĩnh Long ở Home Riverside. À, anh Ba Khía rất là giỏi nha mọi người. À, đây là mấy cái vỏ chấu nè. Đó. Cái vỏ chấu này để người ta đốt gạch đó. Đây Ba Khía coi coi, đúng chấu không Ba Khía? Đúng chấu không? Đây Ba Khía đang kiểm tra cái vỏ chấu này nha, coi có đúng vỏ chấu hay không. Đây là chỉ trộn thôi, đây là chỉ trộn thôi. Dạ, đây nè. Trộn với cát nè. Đây cát vàng nè.
với cát thôi cô ạ. Nước. À, trộn với cát với nước. Phải áo một lớp cát bên ngoài cho bên ngoài để nó không có dính. Rồi ở đâu mình sẽ bỏ đất vô. Đất này là hồi nãy hồi sáng có trộn rồi hết rồi đó. Trộn ngoài á? Dạ. Bao lâu thì nó mới khô anh? Bao. À là mình để nó bao ngày nó khô. Nó khô rồi mình mới đưa nó vô lò chứ còn bình thường đâu đưa vô lò được anh hả? Cháu nó mới như đó. À. Cháu nó như vậy chứ mình đó. À nó phải trắng lên. Cháu. Thằng ngoài ướt xanh vậy không? Chiều phải về không khí ơi. Nó còn bơi nữa rồi nó còn mắc cá nữa cho nên nó không chịu. Ừ. Du khách có bài say. Dạ. Chào, cái mẹ. And now you make clean. Đưa lò đốt đây. Quên. À.
Ủa tự động nó chạy xuống hả anh? À, nó chấu mà nó giống như khô, nó tự động nó gớt xuống. Chấu từ trên đây nè. Nói chung ta cũng phải đẩy vô nữa, đẩy cho nó mau. Dạ. Yeah. Gớt thì gớt từ từ, có y như cát nó sụt xuống từ từ á. Đốt bao lâu anh? Đốt 4 tới 5 ngày á. Nhiệt độ nó lên khoảng 900 là nó ngưng. Chậu khoảng 15 tới 20. Maximum là 20. Rồi xong một cuộc hành trình là Ba Khía chợ dắt mọi người đi về tàu lại nha. Thành Ba Khía không biết bữa nay hôm qua Ba Khía có bạn, Ba Khía nói dữ lắm, biết bữa nay sao Ba Khía ít nói quá. Hôm qua có bạn nói. Đây, Ba Khía đang dắt mọi người tới cái chỗ làm ong nha. Đó. Rồi Ba Khía nói ong đi. Ong sao Khía? Ong này là ong gì Ba Khía? Giới thiệu cả nhà, xin cả nhà giới thiệu các bạn, đây là ong mật gì đó. Đây ong mật, ong ruồi. Ong mật khúc những loại qua nhẹ. Đó. Là để lấy mật gì cho mình thưởng thức. Cái cần để xuống cái xì gì mặt thôi. Có mặt ngay đó này. Mặt trên đầu luôn à. Nó đàn nó sung á. Sung rồi nó xay rồi nó chứa mặt. Mà ông lớn ghê ha. Ông lớn ghê. Đây đưa đây tay cho chú cho thử. Yeah, you can try it. Cảm giác không sao, nói đi. Nó ngon. Ngon hả? Ngon quá, giờ Ba Khía nói ngon quá trời quá đất luôn nha mọi người. Ba Khía dắt mọi người vô. Trời ơi. Tặng quà luôn dữ à. Rồi Ba Khía vô đây, Ba Khía gặp quà. Dạ, hôn anh Ba Khía. 7 tuổi rồi. Hôn anh Ba Khía cái kìa. Hôn Ba Khía cái đi. Hôn anh Ba Khía cái đi. Hôn Ba Khía em mà. Dạ đấu không đó. À, thực thiên trái này hả? Ok. Quá nổi. Mặt có được cây mà chất luôn. Không như mình. Chơi vừa vừa thôi chứ. You can try for fry. Có thể thử cái cơm gì. Ok. Ok, we see, go there, we see. Chúng ta chơi cái trò. Có nguy gian vậy đó, để vô mặt, vỗ nổ à. Còn quá. Tập việc nào. Nguyên cái lúa luôn. Okay, it's July camera. It's very nice. With this pop. Yeah, photo camera. Bắt chúng ta con gì nào? Dở vậy nè. Đi gần đi, mua lại á. And they remove the husk. Nhỏ nó tiếp tục đốt. That's why very good for fire. Okay. It after pop.
after pop the one you try. They have the cooking, they mix with the caramel, coconut milk, mm-hmm. sugar, and sometimes they mix with some ginger, or milk. Dân nhà gần đây mà dân bít tre mà. Ăn kìa con cá hôm qua mình ăn kìa. Đây là ăn buổi trưa nha mọi người, ăn bánh xèo với lại cá kho. Con hơi kho. Này là cơm. Này quá đã. Chị em ăn bánh xèo đi đâu. Quá đã. Cơm. Quá là cơm. Nó phải lo ngược lại.